Nên các bạn phải hiểu được cái sự cho đi ở đây nó phải thực sự lớn, trở thành một người cho đi lớn nhất trong thị trường của bạn. Chúng ta không có ai là đối thủ cả. Tất cả những spa xung quanh chúng ta, họ không phải là đối thủ của chúng ta. Họ là đối tác của chúng ta. Nếu các bạn còn tư duy đối thủ, còn không kinh doanh được. Tại sao anh Hải lại đi học lại kết nối tất cả những chủ spa khác? Họ là đối thủ, tại sao mình phải chia sẻ, phải nói chuyện với họ? Tại sao phải mời họ về spa nhà mình? Các bạn ở đây, các bạn có thấy nhiều chủ spa đến thăm không? Có nhiều chủ spa đến thăm chi nhánh của mình không? Có. Trong số họ, tất cả những người đại lý ở đây, những người chủ ở đây, có ai là chủ spa không? Họ không phải là tệp khách hàng tiềm năng của tôi. Họ là những người bạn tôi muốn xây dựng một mối quan hệ chân tình với họ. Tôi chia sẻ cho họ cách tôi làm, vì tôi muốn giữ một mối quan hệ thân tình. Tôi không biết tôi sẽ dùng cái gì của họ, nhưng tôi chỉ là người cho đi lớn nhất trong ngành spa. Và chính vì việc cho đi như vậy, Mỗi một nơi họ nhắc đây là vụ một lần, thì cái thương hiệu đây là vụ này lớn. Và các bạn vậy, tất cả những spa nhỏ xung quanh, họ không phải đối thủ của chúng ta. Chúng ta không có đối thủ. Tay phải là bạn, tay trái là họ. Hai tay đánh nhau thì rất đau, đau cả hai tay, đúng không ạ? Nhưng nếu hai tay bắt nhau thì nó rất tình cảm, và nó rất chia thân tình, không bao giờ bị đau ai đâu cả. Ngày nào bạn còn xem spa nhỏ, các spa xung quanh ở đối thủ, ngày đấy bạn chưa lớn được. Thì mình gội đầu cho họ cũng có sao đâu. Chị ơi, bên chị chăm sóc khách hàng như thế nào? Chị ơi, bên chị bán những cái độ trình nám như thế nào? Chị ơi, khách hàng bên chị là tuổi bao nhiêu? Họ đến vào giờ nào? Mình cùng chuyện trò với họ, cùng nắm thêm cái nhu cầu thị trường. Cái thị trường là nó đông mà. Những người bị nám nhiều không? Bị mụn nhiều không? Bị tàn nhang nhiều không? Một spa làm hết không? Hai spa làm hết không? Ba spa làm hết không? Không bao giờ có thể làm hết được khách hàng ở trong thị trường. Không bao giờ bắt được hết cá. Mình chỉ bắt những con cá phù hợp với mình. Chỉ làm những khách hàng phù hợp với mình. Nếu một người giàu đi Rolls Royce, đi xe sang, có bao giờ họ đi vào một spa nhỏ? Rất hiếm, không ạ? Thì mình, spa mình lớn hơn, lợi thế hơn, thì mình chỉ chăm sóc những khách hàng lớn hơn, điều kiện hơn. Còn spa nhỏ kia thì họ chăm sóc những khách hàng nhỏ, những khách hàng không có điều kiện. Còn kể cả có những spa lớn hơn mình, họ chăm sóc khách lớn hơn mình. Còn spa của mình chỉ chăm sóc đúng khách của mình thôi, đúng cái tên của mình thôi. Mình cứ làm tốt, chăm sóc cho tới khi chết hoặc mua hàng.